cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tết Dương Lịch, Hà Nội và miền Bắc đã kết thúc đợt rét đậm rét hại và chuyển sang trạng thái đêm và sáng trời rét. Trong ngày đầu tiên của năm mới năm 2024, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sang sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hừng nắng, Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc sẽ có nhiều mây, có mưa mưa rào rải rác, phía Nam sẽ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ trung bình từ 23 đến 26 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ trung bình từ 23 đến 26 độ. Còn khu vực phía Nam Bộ cũng có mưa rào vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày sẽ duy trì kiểu thời tiết nắng, nhiệt độ trung bình khá cao từ 27 đến 30 độ C. Cũng theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2024, miền Bắc có thể đón đợt không khí lạnh mới, không loại trừ khả năng có những đợt không khí lạnh mạnh gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan. Chuyển sang một số tin tức về thời tiết thiên tai trên thế giới. Thưa quý vị, sóng lớn bất thường cao hơn 6 mét đã tràn vào và đã khiến cho các bãi biển dọc theo bờ biển bang California của Mỹ phải đóng cửa, dẫn đến những trận lũ lớn và gây ngập lụt nhiều đường phố, thiệt hại nhà cửa và cơ sở kinh doanh ven biển. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, riêng khu Tây Bắc 14 đến 17 độ có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi từ 14 đến 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây, phía bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, phía nam có mưa, mưa rào, gió nhẹ, phía bắc đêm và sáng sớm trời rét, phía nam đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Đà Nẵng đến bình thuận Phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25 đến 28 độ, phía Nam 29 đến 32 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 mét. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển Ninh Thuận có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động, sóng cao 1,5 đến 2,5 m Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động, sóng cao 2 đến 3 m Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, sóng cao 2 đến 3,5 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 đến 5, riêng phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Thưa quý vị, dự báo sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2024, từ đêm ngày 2 tháng 1, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất sẽ giảm khoảng 3 độ C. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm ngày mùng 1 tháng 1 đến ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa và chiều trời nắng, trong đó đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm mưa nhỏ, sương mù dày rác. Từ khoảng ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trong những ngày này, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét, riêng thời kỳ từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 1 trời rét. Theo chuyên gia khí tượng Thủy Văn, từ đêm ngày 2 tháng 1, một đợt không khí lạnh dễ tràn về nước ta, nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến giảm khoảng 3 độ C. Ngoài ra, cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 1, khu vực Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào rải rác. Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, Nam Bộ có nơi nắng nóng. Thưa quý vị, mới đây, làn sóng du lịch sau Giáng sinh ở châu Âu đã bị gián đoạn với cảnh báo lũ lụt có hiệu lực trên khắp lục địa do bão Gerrit gây ra. Các chuyến tàu của hãng vận tải Aerostar đã từng hoạt động trên tuyến London của Vương quốc Anh và Paris của Pháp vào ngày 30 tháng 12, sau khi một đường hầm bên dưới sông Thames bị ngập do mưa lớn và gió nhiều ngày. Theo ORT, đây là ảnh hưởng từ bão Gerrit, khiến hàng trăm du khách mắc kẹt ở hai bên eo biển Manche. AP đưa tin nhà điều hành tàu xuyên biển Elner của Vương quốc Anh cũng đã thông báo hủy bỏ tất cả 41 chuyến tàu trong ngày vào sáng ngày 30 tháng 12, trong khi các kỹ sư báo cáo lượng nước gây ngập trong đường hầm lớn chưa từng có. Nhà điều hành đường sắt Elner của Vương quốc Anh cũng đã khuyên khách hàng tránh đi du lịch, cảnh báo sự chậm trễ đáng kể và các chuyến đi có thể bị thay đổi hoặc hủy bỏ trong thời gian ngắn do thời tiết khắc nghiệt. Theo cơ quan dự báo thời tiết của Vương quốc Anh, bão Gerrit đã gây ra sự gián đoạn giao thông lớn trên khắp Vương quốc Anh và châu Âu trong tuần này với sức gió lên tới 80 km một giờ và mưa lớn trong suốt ngày 30 tháng 12. Ở Scotland Vương quốc Anh, sức gió lên tới 137 km một giờ đã xé nát một tua bin gió ở Asai hôm 26 tháng 12. Cảnh báo thời tiết khắc nghiệt đã có hiệu lực trên nhiều nước châu Âu, bao gồm Hà Lan, Đức, Litva và Hungary. Tại Hungary, mực nước sông Danube đã đạt mức cao nhất trong một thập kỷ, làm ngập lụt nhiều khu vực ở Budapest. Một số cư dân Đức ở Thuringia và Rauer Sassoni đã phải sơ tán do lũ lụt hiện vẫn chưa được phép về nhà, theo RT. Thưa quý vị, vừa qua, những đợt sóng khổng lồ cao đến 6 mét đã ập vào đê biển và cuốn ngã làm bị thương nhiều người tại khu vực ven biển Pierpont ở bãi biển Ventura thuộc California của Mỹ. Gần 20 người đã bị sóng lớn cuốn đi một đoạn và 8 người phải nhập viện do bị thương. Theo CNN, cơ quan chức năng đã phát cảnh báo nước biển dâng cao nguy hiểm tại hầu hết các tuyến đường ven biển ở California. Những đợt sóng nguy hiểm tiếp tục ập vào bờ trong ngày 29 tháng 12, buộc một số khu vực phải cấm người dân ra bãi biển. Người dân bị cấm đến toàn bộ các bãi biển ở Hạt Ventura cho đến hết ngày 31 tháng 12 bởi sóng cao từ 4,5 đến 6 mét, có khả năng sẽ xảy ra dọc theo vùng biển miền Trung và Nam California. Dịch vụ thời tiết ở Los Angeles cảnh báo đây dự kiến là đợt sóng cao đặc biệt và là sự kiện gây ngập ven biển chưa từng xảy ra trong nhiều năm. Dịch vụ thời tiết quốc gia NWS đang cảnh báo sóng cao và ngập lụt ven biển đối với hầu hết vùng bờ biển California, từ San Diego cho đến khu vực vịnh San Francisco, với những đợt sóng có thể cao đến 12 mét. Cơ quan này giải thích rằng hiện tượng này xảy ra do bão tại Thái Bình Dương, trùng hợp với đợt thủy chiều cao bất thường gọi là thủy chiều vua kinh tài. Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo đời sống của VTC News số đầu tiên của năm mới năm 2024 đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị có một ngày đầu năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.